Xin chào tất cả các bé. Hôm nay bố Mon sẽ giới thiệu các bé đồ chơi động vật. Đây, con sư tử. Con hổ các bé nha. Con nhện các bé nha. Con gà các bé nha. Con gà đồ chơi này. Các bé nhìn này. Đó, con gà đồ chơi á. Nó kêu. Cá sấu này, cá sấu các bé ạ, con cá sấu là loại động vật bò sát nhá, bò sát ăn thịt. Wow, con rắn các bé ạ. Con rắn đấy các bé ạ. Con rắn là loài động vật bò sát nha. Và này là cũng ăn thịt. Ăn wow, con này to quá. Con này con hổ các bé nha. Con hổ này. Đấy. Con hổ hay còn gọi con cọp. Cọp này sống trong rừng các bé nha. Con này con ngựa vằn các bé nha. Con ngựa vằn đấy. Giới thiệu các bé tiếp con voi nha. Voi có cái vòi này các bé này, có sừng này, cái ngà chứ, hai cái tai to như cái quạt ấy. Con voi các bé, các bé nhìn kỹ nha. Tiếp theo thì các bé giới thiệu các bé con khỉ nha. Đây con khỉ các bé này, con khỉ đấy. Đây con vịt, vịt đồ chơi. Bơi này. Con vịt các bé nha. Các bé biết đây con gì không? Con rắn đấy. Rắn to chưa? Rắn mang bành đấy. Các bé sợ không? Đấy. Con rắn các bé. Tiếp theo giới thiệu các bé, đây là con khủng long nhá. To chưa? Đấy, khủng long có cánh nha. Này cũng giống con rồng đất. Con rồng đất ở phương Tây ấy. Mà cũng biết bay. Đó, các bé nhìn kỹ nha. Đây con hươu cao cổ các bé nha. Hươu cao cổ các bé. Ok, đây là tổng hợp hết những cái con vật này. Con vật mà hôm nay giới thiệu này. Bé nhìn kỹ nha. Con hổ này, con nhện này, con hươu cao cổ này, con sư tử này. Con cá sấu, con khủng long này, con gà này, con ngựa này. Con voi này, con vịt này, con khỉ này. Đó.